Võ Thần Chúa Tể Thuyết Minh tập 938-939 Hai người hoảng sợ nhìn xem ma tạp lạp, vẻn vẹn một đạo hừ lạnh mà thôi, liền đem bọn hắn chấn thương, cái này ít nhất cũng là võ đế hậu kỳ cường giả, này thiên đạo tổ chức lại có bực này cường giả, càng làm bọn hắn hơn kinh hải vẫn là ma tạp lạp xưng hô, cái kia hậu kỳ võ đế cường giả vậy mà xưng hô người trước mặt vì chủ nhân, trong lúc bất tri bất giác. Trong hai người tâm nhất lên sóng biển dân trào, không cần, để cho ta tự mình tới, hai người bọn họ không nói, rất tốt, ta có mấy trăm mấy ngàn loại phương pháp, có thể nhường hai người bọn họ nói ra. Tần Trần cười lạnh một tiếng, bắt đầu khảo vấn, trên thực tế, nếu như không phải Tề Hùng cùng Nguyên Thác trong đầu nắm giữ linh hồn cấm chế, hắn đã sớm trực tiếp đối với hai người tiến hành sưu hồn. Nhưng hắn đã vừa mới quan sát qua, hai người trong linh hồn nắm giữ đáng sợ cấm chế, hết sức phức tạp, Tần Trần cũng không dám tùy tiện ra tay chỉ sợ một khi dẫn phát tấm chế, hai người trực tiếp linh hồn sụp đổ, vậy thì giả tràn xe cát, hắn muốn hỏi vấn đề, cũng không phải là bí ẩn gì, nghĩ đến có thể thảo vấn đạt được, sẽ không dẫn phát tấm chế này phát tác. Tất nhiên Tề Hùng cùng Nguyên Thác không muốn mở miệng, Tần Trần cũng lười nói nhảm, trực tiếp bắt đầu nghiêm hình thảo vấn, a, à, tiếng gào thống khổ tại càn không tạo hóa ngọc điệp bên trong vang lên, Tề Hùng cùng Nguyên Thác thống khổ lăn lộn, lăn qua lăn lại trên người bọn họ làn da nhau nhau nâng lên từng cái khí bao, hơn nữa từng đạo chỉ đen tại trên thân hai người hiện lên. hai người thảm thiết càng giọng gào lên đau đớn lấy, toàn thân co rút không thôi, chỉ là mặt cho bọn hắn như thế nào rống to, âm thanh đều bị giam cầm ở mảnh này trong hư không, không cách nào truyền đi nửa điểm. ở nơi này càng không tạo hóa ngọc điệp trong không gian, tầng trần chính là phiến thiên địa này duy nhất, hắn là quy tắc trưởng khống giả, có thể tùy ý dày vào người khác mà ở tề hùng cùng nguyên thác trước người tần trần thì lạnh lùng nhìn xem hai người biểu lộ lạnh lùng bên cạnh ma tạp lạp mấy người khóe miệng đây là mang theo nụ cười hưng phấn hai mắt tỏa sáng biểu lộ kích động dày vào người chơi vui như vậy sự tình bọn hắn lại nghĩ chơi không lại tần trần đem một chút thủ đoạn thi triển tại trên thân hai người ước chừng nửa canh giờ mới dừng lại ra tay sau đó một chỉ điểm tại hai người ni tâm cái kia mãnh liệt đau đớn trong nháy mắt giống như thủy triều thối lui, để cho hai người trong nháy mắt giống như là từ địa ngục về tới thiên đường, ma quỷ, mấy người các ngươi là ma quỷ. Tề hùng cùng nguyên thác hữu khí vô lực gào thét, ánh mắt lạnh lùng mà ác độc, ma quỷ, so với thủ đoạn của các ngươi. Bản thiếu lại cảm thấy chính mình giống như là thiên sứ, như thế nào, hai người các ngươi muốn nói sao? Ta nhổ vào. Tề Hùng cùng Nguyên Thác đồng thời hướng Tần Trần phun ra một miếng nước bọt, nhưng này nước bọt còn không có phun ra, liền đường cũ trở về, lập tức tiến vào cổ họng của bọn hắn, sạch đến sắc mặt hai người đỏ lên, đau đớn vạn phần. Bản thiếu nói qua, ở đây các ngươi không có cùng bản thiếu động thủ tư cách. Tần Trần khẽ nhíu mày, chợt lại là cười, xem ra các ngươi còn không muốn nói a, à, nhưng mà không sao, vừa rồi chỉ là món ăn khai vị, đằng sau ta còn có rất nhiều thủ đoạn có thể từ từ thi triển trên người các ngươi, hơn nữa bản thiếu có thể bảo đảm các ngươi sẽ không chết đi, sẽ rất rõ ràng cảm nhận được loại thống khổ này. Không vội, không vội. Tần Trần cười hít mắt nói, Tề Hùng cùng Nguyên Thác thân thể không rõ rung một cái, nhưng ánh mắt nhưng là càng thêm điên cuồng. ha ha, có gan ngươi liền thi triển, bất quá coi như ngươi giết chúng ta, chúng ta cũng sẽ không nói cho ngươi bất kỳ vật gì. Muốn từ chúng ta trong miệng đạt được bất luận cái gì bí mật, đó là nằm mơ giữa ban ngày. Phải không? Tần Trần cười nhạt một tiếng, lại là một chỉ điểm ra, một cổ đáng sợ linh hồn lực tiến vào hai người não hải, hai người lại lần nữa đau đớn lăn lộn đứng lên, vẻ mặt nhăn nhó, tiếng kêu thảm thiết đau đớn lấy, một bên, nhao nhao muốn thử ma tạp lạp cùng khô lâu đà chủ nhíu mày, chủ nhân, ngươi thủ đoạn này tự hồ không thể nào được a, à, không bằng đổi chúng ta tới. Chúng ta cam đoan tại nửa nén hương bên trong, liền đem hai người ký ức tìm ra. Hai người trên mặt hưng phấn vô cùng, có loại cảm giác nhau nhau muốn thử, sư hồn là vô dụng. Tần trần nhưng là lắc đầu, sư hồn phải hữu dụng, bản thiếu đã sớm sư hồn, hai người bọn họ trong đầu, đều hai đạo vô cùng quỷ dị linh hồn cấm chế, một khi có ngoại lực muốn tiến hành sư hồn. Cái kia phong ấn liền sẽ cưỡng ép dẫn bạo đối phương linh hồn, để cho ngươi không thu hoạch được gì. Tần trần đối đầu quan hy nhi lối làm việc, Mười phần hiểu rõ, đối với nhân vật cao tầng, nàng là tuyệt sẽ không không bỏ đi phòng bị thủ đoạn tại vũ vực chấp pháp điện thì tương đương với phiêu miểu cung đao phủ trên tay bọn họ dính lấy rất nhiều người mệnh cũng biết rất nhiều bí mật phiêu miểu cung là quyết không cho phép chấp pháp điện thành viên tiết lộ bất luận cái gì bí mật, bởi vậy bọn họ hạn chế thủ đoạn cũng mười phần cay độc ác như vậy ma tạp lạp nhíu mày cái này cái gì chấp pháp điện cũng quá ngoan a à, nói như vậy cũng chỉ có thể hành hạ, thuộc hạ đến xem. Ma tạp lạp linh hồn lực tràn ngập đi vào. Cảm giác linh hồn hai người, cái này một cảm giác, thần sắc lập tức chấn động, chủ nhân, hai người này trong đầu linh hồn cấm chế, dường như là ta dị ma tộc cấm hồn chú thuật. Ma tạp lập kinh ngạc nói, ngươi dị ma tộc cấm hồn chú thuật. Tần Trần nhìn qua, ngươi xác định. Không có sai, Tĩnh Dạ, ngươi tới nhìn xem. Ma tạp lập gọi khô lâu đà chủ cũng tới phía trước cảm giác rót vào trong đó lập tức gật đầu đạo hoàn toàn chính xác cùng ta dị ma tộc cấm hồn chú thuật có chút giống bất quá tự hồ đi qua cải biến cũng có rất nhiều địa phương khác nhau hơn nữa nói đến đây khô lâu đà chủ giọng của lập tức có chút trầm trọng cái này cấm hồn chú thuật cường độ còn muốn tại ta và ma tạp lạp phía trên quyết định gieo xuống cấm chế này người tại linh hồn tạo nghệ bên trên còn muốn vượt qua ta và ma tạp lạp. sau ngươi và ma tạp lạp mạnh hơn? Tần Trần khẽ nhíu mày, vậy các ngươi hai cái có thể hay không phá vỡ cấm chế này? Có thể thử một lần, bất quá rất khó, 89 phần 10 sẽ thất bại, xác suất thành công hẳn là chỉ có hai thành tả hữu. Khô lâu đà chủ đạo, quá ít. Tần Trần lắc đầu, thật vất vả bắt lấy hai người này. Tần Trần không muốn bởi vì cấp tiến, dẫn đến phí công nhọc sức, hắn nhìn về phía mèo muôn lớn, mèo muôn lớn, ngươi có biện pháp gì hay không? Linh hồn phương diện, ta không phải là rất hiểu, lão nguyên hẳn là cũng không hiểu nhiều lắm, nếu như là toàn thịnh thời kỳ, miêu gia ta phá vỡ cái này cấm chế gì, tự nhiên dễ như trở bàn tay, đến nỗi bây giờ. Mèo muôn lớn lắc đầu. Nó am hiểu nhất là không gian, linh hồn phương diện, cũng không phải là nó cường hạn, đã như vậy, vậy trước tiên không vội tần trần thản nhiên nói chậm rãi bị hành hạ đi ta cũng không tin hai người này có thể thủ miệng như bình thoại âm rơi xuống tần trần lại một lần nữa giải khai tề hùng cùng nguyên thác thống khổ trên người hai người đã đã hôn mê toàn bộ ngồi phịch ở nơi đó muốn động đậy cũng không nổi thủ vững bí mật có gì hữu dụng đâu ngươi cũng đã biết các ngươi cái gọi là thủ vững bí mật có bao nhiêu nực cười sao tần trần cười nhạo nói ha 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 muốn từ trên người chúng ta đạt được bất kỳ tình báo, đó là mơ tưởng. Tề hùng cùng nguyên thác ho ra một ngụm máu tươi, ánh mắt cừu hận dữ tận, chờ chấp pháp điện chư vị đại nhân tìm được các ngươi. Mặc kệ các ngươi tới từ địa phương nào, có cái gì bối cảnh, thân phận, đắc tội ngã chấp pháp điện, đều phải chết. Xem ra ngươi vẫn là không rõ a. À. Tần Trần đột nhiên thở dài, dễ cật nói, ngươi cảm thấy chúng ta sẽ đến từ nơi đâu. Huyết mạch thánh địa thiên viên đế quốc Ẩn thế gia tộc Vẫn là hắc ám chi uyên Đều không phải là Tần trần trên mặt đột nhiên lộ ra một tia làm cho người không rét mà rung nụ cười quỷ dị, kỳ thực chúng ta. Đến từ phiêu miểu cung A. Thoại âm rơi xuống, tần trần hướng về phía một bên khô lâu đà chủ gật đầu một cái, kiệt kiệt kiệt. Khô lâu đà chủ lập tức cười gằn từng đạo hắc sắc ma khí từ trên người nó lan tràn ra, cả người trong nháy mắt biến ảo trở màu đen ma khí ngang dọc, mang theo lạnh lẽo khí tức, tràn ngập ở nơi này bên trong tiểu thế giới, khô lâu đà chủ khôi phục chân thân, dị ma tộc đáng sợ thân thể ẩn chứa bộc phát một dạng sức mạnh, rõ ràng lộ ra ở tề hùng cùng nguyên thác trước mặt, ngươi. Ngươi, tề hùng cùng nguyên thác lộ ra thần sắc kinh khủng, hải nhiên nhìn xem khô lâu đà chủ, ánh mắt bên trong mang theo khó tin sợ hãi đây không có khả năng. Ngươi, ngươi là dị tộc người. Tề hùng cùng nguyên thác thân là chấp pháp điện phân điện chủ, thuộc về chấp pháp điện cao tầng, nhưng lại cũng không phải là hạch tâm cao tầng, vì vậy đối với chấp pháp điện nội bộ thần bí người áo đen một khối này, hiểu rõ cũng không nhiều, có thế cho dù hiểu rõ không nhiều, bọn hắn cũng mơ hồ nghe nói qua một vài thứ. Đó chính là chấp pháp điện bên trong nắm giữ một cái thần bí bộ môn, này bộ môn thập phần thần bí, chuyên chút phiêu miểu cung trưởng quản, nghe đồn những người này cùng trong truyền thuyết dị tộc người có thiên ti vạn lũ quan hệ, là chấp pháp điện cấm kỵ, nhưng bọn hắn nhưng lại không thực sự từng gặp, cũng chỉ là nửa tin nửa ngờ, thẳng đến cổ ngu giới mở ra, phiêu miểu cung cùng chấp pháp điện đệ tử đến đây cổ ngu giới. Thân là ký châu phân điện điện chủ tề hùng đến đây tiếp ứng, tận mắt thấy cái kia một đám thần bí người áo đen, khí tức quỷ dị, phát ra âm u lạnh lẽo chi lực phía sau, nhưng Tề Hùng mơ hồ tin tưởng cái này một cái tin đồn, mà cổ ngu giới kết thúc, các đại thế lực đều truyền ra chấp pháp điện người áo đen chính là dị tộc người, tại cổ ngu giới bên trong tàn nhẫn tổn thương các đại thế lực cường giả sau đó. Mới khiến cho Tề Hùng hoàn toàn tin tưởng đây hết thảy, chấp pháp điện chính là cái kia phiêu miểu cung đặc biệt an bài thần bí bộ môn, chính là dị tộc người, bây giờ, Khô Lâu Đà chủ tại Tề Hùng trước mặt triển lộ ra dị ma tộc người tư thái lập tức nhường Tề Hùng cảm nhận được chấn kinh, làm sao có thể, cái này sao có thể. Tề Hùng cùng Nguyên Thác liếc nhau. Hai người trồng mắt trợn tròn, thân thể không tự chủ được run rẩy lên, ở tại bọn hắn trong tiềm thức, nữ đế đại nhân cùng dị ma tộc hợp tác, thậm chí sắp xếp người tiến vào chấp pháp điện. Như vậy dị ma tộc tất nhiên là cùng nữ đế đại nhân đứng tại cùng một cái tuyến thượng, nhưng bây giờ, những thứ này dị ma tộc người lại đối bọn hắn chấp pháp điện đệ tử ra tay, cái này khiến hai người một mực tin tưởng vững chắc đồ vật hỏng mất, kiệt kiệt kiệt, cái này có gì không thể nào, chúng ta phụng nữ đế đại nhân chi danh, thanh tẩy chấp pháp điện, nhưng lại không thể bại lộ chân diện mục, chỉ có thể ngụy trang thành tổ chức thần bí. Cô lâu đà chủ cười khàn khạc quá dị đứng lên, nữ đế đại nhân tại sao muốn thanh tẩy chúng ta chấp pháp điện. Tề hùng cùng nguyên thác thì thào nói. Rất đơn giản, cổ ngu giới hành trình, chấp pháp điện đã bại lộ cùng dị ma tộc cấu kết sự thật, mặc dù nữ đế đại nhân chiến thắng, nhưng các đại thế lực người rất rõ ràng, chấp pháp điện bên trong thật có dị ma tộc tồn tại, nữ đế đại nhân vì vãn hồi các đại thế lực tín nhiệm, tiếp tục tê liệt bọn hắn, liền an bài chúng ta thanh tẩy chấp pháp điện, các ngươi. Bất quá là trùng hợp đụng phải trên họng súng mà thôi. Khô lâu đà chủ nở nụ cười rằng, chúng ta chấp pháp điện vì nữ đế đại nhân chinh chiến tứ phương, nữ đế đại nhân làm sao có thể làm như vậy? tề hùng cùng nguyên thác gào thét, không muốn tin tưởng, ha ha ha, lại chinh chiến tứ phương, chấp pháp điện cũng chỉ là nữ đế trong tay đại nhân một thanh đao, dưới quyền một con chó. tự như đêm đó ấm một dạng, dùng thời điểm, rất thuận tay, có thể dùng xong sau, lại cảm thấy ác tâm, hận không thể đá một cái bay ra ngoài. bây giờ, các ngươi đêm này ấm bại lộ, nữ đế đại nhân tự nhiên muốn thanh lý, rõ chưa? Cô lâu đà chủ gần từng chữ, ta không tin, ngươi là đang gạt chúng ta, nhất định là đang tại gạt chúng ta. Tề Hùng cùng Nguyên Thác cuồng loạn gào thét lớn. Nếu là ngươi không tin nó, vậy cái này đâu? Tần Trần cười lạnh, lấy ra một vật. Ông, một cổ lực lượng vô hình trong nháy mắt tràn ngập ra, bao trùm Tề Hùng cùng Nguyên Thác, thất khiếu linh lung cầu. Không có khả năng. Tề Hùng cùng Nguyên Thác nhìn thấy Tần Trần trong tay thất khiếu linh lung cầu, lập tức mộng điệu nếu như là một cái dị ma tộc người còn chứng minh không được đối phương là phiêu miểu cung người. Cái kia trước mắt vật này nhưng là tuyệt không có khả năng có lỗi, thất khiếu linh lung cầu, chính là phiêu miểu cung chí bảo một trong, tại trong phạm vi nhất định có thế giám sát thiên hạ, câu thông phiêu miểu cung các đệ tử, bảo vật như vậy, bình thường chỉ có phiêu miểu cung bên trong nhân vật trọng yếu mới có thể trưởng khống, mấu chốt nhất là, thất khiếu linh lung cầu điều khiển phương pháp hết sức phức tạp cần thủ đoạn đặc thù, ngoại trừ phiêu miễu cung nhân viên nồng cốt, những người khác cho dù nhận được, cũng không cách nào điều khiển, nhưng bây giờ, người trước mặt có thể điều khiển thất khiếu linh lung cầu, điều này nói rõ, đối phương tất nhiên là phiêu miễu cung người, tuyệt không có khả năng có những khả năng khác, trong nháy mắt, tề hùng cùng nguyên thác con người bỗng nhiên khuếch tán. Tâm trí trong nháy mắt sụp đổ, bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, chém giết dưới quyền mình mấy trăm tên thành viên một nhóm người này, lại là phiêu miểu cung nhân, hơn nữa còn là phiêu miểu cung cao tầng, vậy hắn đau khổ kiên thủ bí mật, còn có cái gì ý nghĩa, không đúng, đột nhiên, Tề Hùng cùng Nguyên Thác mơ hồ cảm thấy một tia không đúng, đó chính là nếu như đối phương thực sự là phiêu miểu cung nhân. Tại sao còn muốn khảo vấn bọn hắn? Đối với chấp pháp điện cùng phiêu miểu cung hết thảy, hẳn là mười phần hiểu rõ mới đúng, ý nghĩ này vừa mới dâng lên, còn chưa kịp phản ứng lại là chuyện gì xảy ra, vạn thần quyết hồn khống tâm linh. Hai đạo vô hình linh hồn ba động phút chốc tràn vào hai người trong đầu, cửu giai linh hồn lực trong nháy mắt mê hoặc tâm thần của hai người. Ánh mắt của hai người trong nháy mắt trở nên bắt đầu mông lung, giống như là đã mất đi suy xét đồng dạng, cuối cùng thành công. Tần Trần thở dài một hơi, chủ nhân, ngươi đem bọn hắn hai cái nô dịch. Khô lâu đà chủ cùng ma tạp lạp lộ ra vẻ kinh ngạc, cái này cấm hồn chú thuật không phải là không thể bị khống chế sao, không đúng, nhưng rất nhanh Khô Lâu Đà Chủ cùng Ma Tạp Lạp cũng cảm giác được không đúng. Linh hồn hai người sức mạnh vẫn như cũ đơn độc tồn tại, cũng không bị nô dịch mà chỉ là bị ngắn ngủi mê hoặc, ta chỉ là tạm thời khống chế được tinh thần của bọn hắn. Tần Trần cũng nói khẽ, nhưng dù cho như thế, vẫn là để Khô Lâu Đà Chủ cùng Ma Tạp Lạp cảm thấy giật mình, hai người này cũng là chính thiên vũ đế cường giả, lại trong linh hồn nắm giữ cấm hồn chú thuật mê hoặc độ khó ít nhất so bình thường võ đế mạnh hơn mấy lần, cho dù liền bọn chúng, cũng không cách nào dễ dàng mê hoặc, chủ nhân đơn giản thật là đáng sợ, tần trần xoa xoa mồ hôi tráng, trên thực tế, hắn muốn mê hoặc hai người, cũng không dễ dàng, tề hùng cùng nguyên thác thân là sơ kỳ đỉnh phong võ đế, mà lại là chấp pháp điện thành viên, ý chí lực tất nhiên 10 phần kiên định. Muốn đối bọn hắn tiến hành hồn lực mê hoặc, đơn giản linh hồn xung kích tuyệt đối không được, ngược lại sẽ xúc động trong cơ thể hắn cấm hồn chú thuật cho nên tần trần mới lựa chọn trước tiên giày vò phía sau làm bộ bại lộ thân phận tiếp đó tại hai người tâm trí hỏng mất trong nháy mắt đối bọn hắn tiến hành xâm lấn quả nhiên cuối cùng bị hắn thành công mê hoặc tâm thần của hai người nói đi cổ ngu giới hành trình phía sau phiêu miễu cung cùng chấp pháp điện đệ tử về sau cũng như thế nào các ngươi nhưng biết tin tức cụ thể tần trần hít sâu một hơi trước đem hai người tách ra Tràn ngập mê hoặc âm thanh, trong nháy mắt vang vọng tại tề hùng não hải, toàn bộ mê hoặc thời gian, không có khả năng quá dài, Tần Trần nhất thiết phải tại như vậy thời gian dài bên trong. Đem chính mình muốn biết. Hơn nữa, Tần Trần còn phải khống chế lại chính mình vấn đề, không thể chạm đến phiêu miễu cung cùng chấp pháp điện cơ mật trọng yếu, nếu không sẽ dẫn động cấm hồn chú thuật phát tác, trực tiếp lệnh dẫn đến hai người linh hồn sụp đổ, bởi vậy, Tần Trần cố ý đem hai người tách ra. Nếu là sơ ý một chút linh hồn hỏng mất, còn có một người khác tiến hành lẫn tránh phong hiểm. Sau nửa canh giờ, Tần Trần đã dò thăm cơ như trăng cùng U Thiên Tuyết tin tức, cổ lo lắng với hành trình sau đó. Phiêu miễu cung đối với cái này một nhóm đệ tử cực kỳ trọng thị. Tất cả mọi người đều bị đưa vào đến rồi phiêu miễu cung hạch tâm đệ tử khu vực, tiến hành bồi dưỡng. Mà cơ như trăng, vốn là cũng cần phải bị mang về phiêu miễu cung, nhưng cừu gia cao Tần xuất hiện đem cơ như trăng mang về đến rồi cựu gia tiến hành bồi dưỡng cùng bế quan. Nói như vậy, thiên tuyết hẳn là còn ở phiêu miểu cung bên trong, mà như trăng, thì bị cựu gia mang về. Tần trần trong lòng ẩn ẩn có chút lo nghĩ, cái gọi là đại lực bồi dưỡng, hoàn toàn chính xác có bồi dưỡng ý tứ, nhưng tương tự, cũng là đang dám thị cái này một nhóm đệ tử, bởi vì các nàng là biết được phiêu miểu cung cùng dị ma tộc cấu kết người, phiêu miễu cung đương nhiên sẽ không để các nàng có cơ hội ở bên ngoài nói lung tung mà như trăng vốn là chắc cũng là được đưa tới phiêu miễu cung nhưng mà cừu gia xuất hiện đem hắn mang về nói như vậy cừu gia tất nhiên biết được phiêu miễu cung cùng dị ma tộc quan hệ bằng không phiêu miễu cung không có khả năng đồng ý cừu gia đem như trăng mang về tần trần trong lòng cảm giác nặng nề cừu gia vậy mà cùng dị ma tộc cũng có hợp tác suy nghĩ một chút cũng phải xem như chấp pháp điện cao tầng một trong cựu gia không có khả năng không biết dị ma tộc tình huống, chỉ là trước mắt tần trần còn không rõ ràng lắm, cựu gia cùng dị ma tộc ở giữa hợp tác rốt cuộc sâu bao nhiêu, là chỉ là bị phiêu miểu cung lợi dụng, vẫn là triệt để tham dự trong đó, cho nên như trăng an toàn. Tạm thời có thể bảo đảm, có nguy hiểm, thì lại là thiên tuyết. Tần trần chân mày cau lại, muốn biết rõ ràng thiên tuyết an nguy, nhất thiết phải tiến vào phiêu miểu cung, đây không phải một cái sự tình đơn giản, xem ra ta phải đi cừu gia đi một chuyến. Kiếp trước cừu gia cùng Tần Trần quan hệ không tệ, Tần Trần tự nhiên không hy vọng cừu gia hoàn toàn kéo vào trong đó. Đồng thời, hắn cũng nghĩ từ như trăng trên thân biết được thiên tuyết tình huống, biết được những nội dung này phía sau, Tần Trần thì bắt đầu hỏi thăm chấp pháp điện tình huống khác, Tề Hùng cùng Nguyên mở đất cũng chỉ là chấp pháp điện phân điện chủ, đối với chấp pháp điện chân chính hạch tâm tin tức không hiểu rõ, nhưng tuyệt đại đa số tin tức nhưng vẫn là nhất thanh nhị sở. Rất nhanh, Tần Trần đối với chấp pháp điện tình huống trước mắt, có trực quan hiểu rõ, cái này một giải, Tần Trần lập tức hít một hơi lãnh khí, chấp pháp điện những năm này phát triển 10 phần đáng sợ, đã thẩm thấu đến rồi đại lục các ngõ ngách, toàn bộ vũ vực, trải rộng chấp pháp điện phân điện, hơn nữa, chấp pháp điện còn cùng không thiếu đỉnh cấp thế lực có hợp tác. Hơn nữa trước mắt chấp pháp điện đang thi hành một cái khác kế hoạch, chính là âm thầm điều khiển vũ vực các đại đế cấp thế lực đem như cổ hoa thành chờ thông thường đế cấp thế lực tất cả đều điều khiển trong tay của mình kế hoạch này một khi thành công toàn bộ vũ vực đều sẽ thành chấp pháp điện thiên hạ mà càng làm cho tần trần kinh hãi là tại tần trần hỏi thăm một chút còn hỏi ra một cái khác đồ vật đó chính là chấp pháp điện tổng bộ rất nhiều trong mệnh lệnh có một cái mệnh lệnh là điều tra có liên quan hắn tần trần cái này khiến tần trần bỗng nhiên đứng lên chấp pháp điện vậy mà tại điều tra hắn, cái này khiến hắn tâm, trong nháy mắt trầm xuống, đặc biệt là, đối phương ngoại trừ đang điều tra hắn bên ngoài, tất cả có liên quan hắn hết thảy đồ vật. Một khi dò thăm, đều phải nộp lên cho phiêu miễu cung, không nghĩ tới ta đã mười phần cẩn thận một chút, thế mà còn là trước lấy phiêu miễu cung chú ý của. Hắn vì giảm bớt lộ ra ánh sáng độ, cũng đã tại cổ lo lắng dưới bên trong làm bộ tử vong, lại chưa từng ngờ tới, vẫn là bị thượng quan hy nhi tập trung vào gia hỏa này là đối tần trần cái tên này có bao nhiêu nhớ mãi không quên duy nhất đáng được ăn mừng chính là cái mệnh lệnh này ở vào rất nhiều mệnh lệnh sau đó cũng không mười phần xem trọng mà chấp pháp điện trước mắt quan tâm nhất vẫn là đại lục thế cục trước mắt cùng điều khiển các đại đế cấp thế lực phương diện này không được không thể để cho phiêu miểu cung rảnh tay tiếp tục tìm hiểu tin tức của ta tần trần ánh mắt lấp lóe âm u lạnh lẽo ánh mắt lấy phiêu miễu cung cùng chấp pháp điện thủ đoạn, mặc dù đang bắt thiên vực cũng không có bao nhiêu sức mạnh, nhưng chỉ cần cho các nàng thời gian, tất nhiên có thể điều tra đến hắn hết thảy hành động, lại điều tra đến Vương Khải Minh cùng U Thiên Tuyết tin tức của bọn hắn, cho đến lúc đó, bằng hữu của mình tất nhiên sẽ gặp nguy hiểm, càng nguy hiểm hơn chính là U Thiên Tuyết. Trở lên quan hy nhi đa nghi tính cách, nói không chừng sẽ làm ra chuyện gì tới, nhất thiết phải thay đổi vị trí phiêu miễu cung lực chú ý để các nàng đem tinh lực chú ý đến địa phương khác. Đang hỏi xong không ít vấn đề sau đó, Tần Trần bắt đầu hướng về một chút càng trọng yếu hơn về vấn đề đi hỏi thăm, chỉ là, hắn vừa mới đặt câu hỏi, a à. Nguyên mở đất liền hét thảm một tiếng. Trực tiếp giật mình tỉnh lại, sau đó, trên mặt hắn toát ra hoảng sợ thần sắc, trong đầu cấm hồn chú thuật phát tác, linh hồn trong nháy mắt phá diệt ra, tại chỗ vẫn lạc, đây là kích phát cấm hồn chú thuật điều kiện, một khi có người muốn nói ra bí mật cấm hồn chú thuật liền sẽ trước tiên phát tác không cho người khác nói ra bí mật cơ hội lúc này bên kia tề hùng cũng cuối cùng thanh tĩnh lại hắn kinh sợ nhìn xem linh hồn phai mờ nguyên mở đất cùng với cách đó không xa tầng trần cả giận nói ngươi đến cùng đối với chúng ta làm cái gì khi trước não hải ở vào một mảnh trong hỗn độn hoàn toàn không nhớ rõ mình làm cái gì thứ gì duy nhất có thế nhớ chính là hắn tự hồ nói ra không thiếu không nên nói lời nói, ha ha, chỉ bất quá hỏi một chút ta muốn biết đến vấn đề thôi. Tần Trần đi tới gần, trong mắt đột nhiên bắn ra một đạo vô hình hồn lực ba động tới, phút chốc chui vào tề hùng trong đầu, diệt hồn ấn. Một cổ vô hình linh hồn lực bắt đầu quấn quanh vào tề hùng linh hồn, như là đã không thể hỏi nhiều hơn nữa, tề hùng cũng sẽ không có giá trị lợi dụng Tần Trần cũng nghĩ xem mình vạn thần quyết có thể hay không đem cái này tề hùng trong đầu cấm hồn chú thuật cho phá giải. Hơn nữa đem hắn nô dịch, chỉ là không đợi Tần Trần đem chính mình hồn lực lạc ấn điêu khắc vào tề hùng não hải, tề hùng chỗ sâu trong ốc một cái đen nhánh linh hồn phù văn trong nháy mắt phát sáng lên, tự hồ cảm nhận được Tần Trần nô dịch, muốn đem tề hùng linh hồn cho phá diệt, vạn thần quyết, diệt hồn chi lực. Tần Trần gầm thét, tính toán ngăn cản cổ này linh hồn lực phá hư. Tần đạo đáng sợ cấm chế điên cuồng va chạm, bắt đầu trừ khử linh hồn này phù văn sức mạnh, nhưng không cần, cái kia cấm hồn chú thuật bộc phát ra sức mạnh quá nhanh, tần trần chỉ có thể ngăn cản gần một nửa, còn lại một nửa, đã rót vào tề hùng trong linh hồn, quanh. Tề hùng linh hồn tại này của lực lượng kinh khủng phía dưới trong nháy mắt chôn vùi, hồn phi phát tán. Hơn nữa vẻ này đáng sợ linh hồn xung kích càng là dọc theo tần trần hồn lực thông đạo, trực tiếp đánh phía linh hồn của hắn, Tần Trần linh hồn hải bỗng nhiên dũng động một chút, liền đem cổ này linh hồn xung kích cho trong nháy mắt quanh diệt, đáng tiếc chỉ thiếu một chút. Tần Trần nhíu mày, mơ hồ hiểu được một vài thứ. Nếu như cho thêm hắn mấy lần cơ hội, hắn có nắm chắc đem cổ này cấm hồn chú thuật cho phá mất. đã như vậy, vậy thì ra ngoài đi săn a. Tần Trần mắt sáng lên. Video đến đây là hết, cảm ơn bạn đã xem hết video thấy hay nhớ cho mình xin một like một lượt đăng ký.